Đây là clip mà em quay ở đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 Lúc 5 giờ 25 sáng Em đi một đoạn em thấy mấy bác trong bóng tối bác phóng ra Cái len này á, là đường này cho ô tô á, chạy 80 km h giờ Các bác nghĩ các bác băng đường kiểu đó mà nếu mà không có đèn á, thì em thắng nổi không bác đi tập thể dục hay là bác đi tìm cái chỗ đầu thai bác nói em nghe coi